Mình chào cả nhà nha, đây là cặp rồng Nam Mỹ mình nha các bạn. Nay bị cúp điện á, mình tắm nó nha các bạn. Nha, các bạn coi mình tắm nha. Mấy con Nam Mỹ này mình nuôi là coi như là 7-8 tháng rồi đó. Tắm nè. Một con giờ dài cỡ mét mấy rồi đó các bạn. Đó, hồi trước nó bằng có bằng tay Úc thôi. Nha. Rồi để mình rờ cho các bạn xem nha, để trong khi các bạn tưởng nó nhát nha, không có đâu, nó rất dạng các bạn. Mình bỏ cái chơi không á chứ. Tắm thì cái sau nó tắm thì sẽ phơi nắng nó xong nó lột da ra các bạn. Bạn này thấy nó bự ghê chưa? Này có nó lột da nè. Đó, lột da này thấy chưa các bạn? một con trống với một con ít con đực chứ con cái nha bạn. Đây con đen là con cái nè, con này con đen là con cái nè, mình kéo lại coi này, con này con cái nè các bạn. Con cái thì nó hơi ma tranh hơn, nó nhát hơn. Con đực thì mình chơi nó thôi nè, bắt đầu mình lột da nó này các bạn, thấy không nè, lột da nè, đó nè, da nè, thấy chưa? Nhúng nước vậy là nó dễ lột da lắm, nó mát á, nó mát da cái nó lột à. Con này nay chắc cũng phải mét mốt mấy rồi nha các bạn. Hồi trước nó có 2 tấc mấy à, mình mua nó hồi trong dịch đó, rồi thấy không, dạng lắm các bạn nè, các bạn nay nó bự bằng cùm tay mình rồi. Rồi nó tắm rồi, nó phải tắm lắm. Chỗ này không, mình tắm con vịt đó các bạn. Nay giờ vịt mình cho nó đứng ở ngoài, giờ cho mấy con này tắm trước, lát rồi mình thả vịt cho tắm. Rồi, thích chưa? Được chưa? Còn mấy giờ rồi vô nha. Cái đuôi đó các bạn, cái đuôi nó như con rất hổ dợn đó các bạn. Các bạn giờ tưởng tượng như nó, giờ nó mình vuốt nè, nó lột da nó nè. Đó. Rồi theo lột da nó chưa? Cái thứ này mà nó lột da nó mau lớn lắm, mình tắm nó thường nó mau lớn này đó, các bạn thấy không? Da nó. Nó gạt đầu kìa. Đó đó, các bạn thấy nó gạt đầu không? Đó, nó gạt đầu á. Gạt đầu coi. Gạt đầu coi. Gạt đầu. Thôi phải quen chứ. Rồi, mình sẽ bồng nó lên nha các bạn. Rồi bỏ lên mình để ở trên nhé, mình để cho nó chơi đây nha, để các bạn xem nha. Đây mình sẽ để nó đây các bạn nè. Đó, cho nó vô đó đứng đi. Rồi mình ra bắt con kia nữa nha, bắt kia cho nó vô đây nha. Rồi vô nè. Vô. Muốn vô cho vô. Nè, vô nè. Rồi, cho vô hai con nó chơi cho đây nha các bạn. Rồi, cho hai con đứng cặp đây nha. Đó. Dạ, hai con một cặp các bạn. Con được con cái đó. Đó, 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 nó cười con kia đó, 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 gheo. Gạt đầu gheo đó, 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 đó. Nè. Tấn công. Để mình coi nó nét máy nha. Ui, dài lắm rồi đó. 1 gang, 2 gang, 3 gang. Ui, con này nét máy rồi. Tin chưa?